1,9 tỷ đồng là tổng kinh phí Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai dành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm qua. Đây chính là điểm tựa để người lao động khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hiện thực hóa ước mơ, an cư, lạc nghiệp. Vào đợt mưa bão cuối tháng 3, ngôi nhà của anh Trần Đình Thế bị thiệt hại nghiêm trọng, hư hỏng toàn bộ phần mái nhà, trong khi gia đình anh lại đang rất khó khăn. Với 40 triệu đồng được tổ chức công đoàn hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, đến nay gia đình anh Thế đã có một mái ấm kiên cố hơn. Rất là khó khăn, được hay là được sự động viên giúp đỡ của bên công ty và bên công đoàn, cũng thương hỗ trợ kịp thời, gia đình cũng vượt qua được mức khó khăn đấy. Sau 10 năm đi ở trọ, gia đình chị Ngô Thị Doanh cũng đã cất được một mái ấm khang trang. Có an cư mới lạc nghiệp. Khoản hỗ trợ 20 triệu đồng của các tổ chức công đoàn vừa san sẻ phần nào với gia đình chị khó khăn về vật chất, vừa động viên tinh thần để chị Doanh yên tâm làm việc. Về phòng trọ thì phòng nó nhỏ ấy, nên cũng chả sắm sửa gì đâu. Thì đến khi mình về đây thì cần thiết những cái gì thì bắt đầu là mua sắm dần. Nếu yên tâm hơn đi làm thì nó thoải mái hơn. Từ năm 2023 đến nay đã có 80 mái ấm công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho đoàn viên, người lao động với mức 40 triệu đồng đối với một nhà xây mới và 20 triệu đồng đối với một nhà sửa chữa. Các cấp công đoàn cũng đã chủ động nắm bắt tình hình, rà soát các trường hợp khó khăn, kịp thời hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, mái ấm công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đợt dịp này cũng đã quyết định làm 19 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên, 15 công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cùng với 1.228 công đoàn cơ sở đồng loạt tổ chức các cái sự kiện, các chương trình để tri ân người lao động. Những mái ấm công đoàn được dựng lên không chỉ giúp cho người lao động hiện thực hóa được ước mơ an cư lạc nghiệp, mà còn củng cố thêm niềm tin của họ đối với tổ chức công đoàn, giúp người lao động yên tâm cống hiến, lao động sản xuất. Là tiêu chí rất quan trọng, song thu nhập cũng là tiêu chí khó thực hiện nhất trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Với những xã đã về đích nông thôn mới, bài toán duy trì thu nhập một lần nữa lại được đặt ra, trở thành thách thức với cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mong muốn có thêm các chính sách hỗ trợ là câu trả lời chị Hàng Thị Sủ nhận được nhiều nhất khi tiến hành điều tra thu thập thông tin kinh tế, xã hội 35 dân tộc thiểu số trên địa bàn phụ trách. Là thôn vùng 1, thôn Xà Trải, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, có 108 hộ, nhưng có hơn 90 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Nói là chuyển đổi nhưng mà đất thì cũng hạn chế. Người dân thì bây giờ qua điều tra thì mỗi hộ thì người ta chỉ trồng 5-6 cân ngô, thì người ta cũng có ý kiến là người ta cũng không có đất để mà chuyển đổi trồng. Về đích nông thôn mới năm 2020, thời điểm đó thu nhập bình quân của xã Pha Long đạt trên 36 triệu đồng một người, tăng trên 29 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 7%. Vậy nhưng qua hơn 3 năm, mức thu nhập của người dân bị sụt giảm đáng kể. Năm 2023 chỉ còn đạt hơn 20 triệu đồng một người một năm. Hiện 68% số hộ dân của xã vẫn trong diện hộ nghèo, cận nghèo. Hàng năm trên địa bàn xã Pha Long chỉ trồng một vụ lúa và một vụ ngô. Bà con hiện nay thì cũng đang có cái xu hướng ngoài cái mùa vụ là đi làm thuê ở các cái tỉnh trong nước. Hai vợ chồng đi làm thì trừ chi phí mang về nhà thì bình quân là mỗi tháng được có 5 triệu đồng nữa. Hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Khương đạt 31,07 triệu đồng, tăng 4,56 triệu đồng so với năm 2022. Thế nhưng đến nay, tại năm xã nông thôn mới của huyện đều chỉ còn giữ được 9 đến 10 tiêu chí, cơ bản không có tiêu chí thu nhập. Tăng thu nhập cho người dân thì chúng tôi đã và đang chỉ đạo lồng ghép các chương trình mục tiêu ra trong các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Cái thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động và trọng tâm là công tác xuất khẩu lao động. Trong số 16 xã được tỉnh Lào Cai công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có thể bị thu hồi quyết định công nhận, trong đó huyện Mường Khương có 5 xã. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân huyện đang phối hợp với các đơn vị rà soát, xác định từng tiêu chí, từ đó có giải pháp để nâng cao các tiêu chí, trong đó quan trọng nhất là phải cải thiện được cuộc sống của người dân thông qua tiêu chí thu nhập, bởi đây là nền tảng để xây dựng nông thôn mới một cách thực chất và bền vững.
Nhờ có hai hồ thủy điện Hàm Thuận, Đà My và Đại Ninh mà tỉnh Bình Thuận đã phát huy tác dụng trong việc hỗ trợ hệ thống thủy lợi, bảo đảm nguồn nước trong mùa khô hạn, giúp người dân thuận lợi trong phát triển kinh tế nông nghiệp, đảm bảo nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, vào mùa mưa, hồ thủy điện sẽ điều tiết nước tránh lũ cho vùng hạ lưu. Trong tháng 5, nhiều địa phương tỉnh Bình Thuận dù chưa mưa nhưng vẫn có nguồn nước để nông dân sản xuất. Các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh, Tánh Linh, thành phố Phan Thiết luôn có những cánh đồng ruộng đang ngập nước xăm xắp. Những vườn xoài, thanh long, bưởi luôn có lá xanh mơn mởn và trái xum xuê. Nói chung là lúc trước chưa có cái hồ chứa xuống lũy thì làm ăn, làm lúa thì nó hơi khó khăn với cái nước một tí. Nhưng mà từ năm mà nó có cái hồ chứa xuống lũy thì làm ăn thì nói chung là nước non là thoải mái. Có tháng nắng vừa rồi thì nói chung là bên thủy lợi nó cũng điều tiết nước cho nước cho bà con sinh hoạt, rồi đến giờ nó ra vụ hết rồi. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiệt độ tăng cao, mực nước ngầm hạ thấp, lượng dòng chảy trên các sông suối tự nhiên cạn kiệt. Thời gian qua, nhà máy thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận Đa My duy trì cấp nước về hạ du, cho nên cơ bản đáp ứng kịp thời bổ sung nguồn nước tiếp vào các hồ thủy lợi, cung cấp phục vụ sinh hoạt tưới cho hàng chục nghìn hecta đất canh tác nông nghiệp. Hiện nay thì hồ sông Lý đã được sử dụng và chứa nước ở hồ, thì việc điều tiết nước cho bà con hiện nay thì đảm bảo đầy đủ cho việc sản xuất, tưới tiêu và phục vụ cho bà con trong những năm gần đây. Thì trong thời gian tới thì để đảm bảo tích giữ nước, đảm bảo an ninh hệ thống điện, thì hài hòa hai mục tiêu là cung cấp nước và phát điện, thì công ty cũng sẽ căn cứ vào cái tình hình thủy văn thực tế trên lưu vực hồ Đại Ninh cũng như là tình hình thủy văn dự báo, công ty sẽ làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh Bình Thuận để thống nhất kế hoạch cung cấp nước hàng tháng và đảm bảo theo quy trình vận hành liên hồ chứa cũng như nhu cầu cấp nước của địa phương. Nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước cấp về hạ du của thủy điện Hàm Thuận, không phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ thủy điện và chủ động được nguồn nước, trong thời gian tới, tỉnh ưu tiên tập trung đầu tư các hồ chứa thủy lợi gồm La Ngà Ba, Ca Bét, Đa Khuynh, Măng Tố và cải tạo nâng cấp hồ Biển Lạc để tích trữ nguồn nước cấp nước về hạ du của thủy điện Hàm Thuận. Trở về từ chiến trường, nhiều năm qua, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hăng hái tham gia các phong trào hoạt động của địa phương. Đặc biệt, nhiều cựu thanh niên xung phong đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Từng xông pha trong lửa đạn, cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho độc lập tự do của dân tộc. Khi trở về với cuộc sống đời thường, ông Phan Bảy, cựu thanh niên xung phong tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã cùng các hội viên tham gia xây dựng tổ hợp tác nuôi cá lồng và hải sản trên sông Nhật Lệ. Đến nay, đã có khoảng 30 lồng nuôi của 6 hộ, cho thu nhập hơn 650 triệu đồng mỗi năm. Năm 2015, là được phòng nông nghiệp của huyện là đưa cái mô hình là nuôi cá lồng, hao lồng là về để phát triển kinh tế thêm cho địa phương. Tôi thấy cái mô hình này là phù hợp. Tỉnh Quảng Bình hiện có trên 25.500 cựu thanh niên xung phong. Các cấp hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã xây dựng 72 mô hình phát triển kinh tế với tổng số vốn khoảng 20 tỷ đồng. Nhiều người đã trở thành chủ các doanh nghiệp, chủ trang trại, chủ cửa hàng giúp đỡ hội viên nghèo, giải quyết việc làm cho con cháu cựu thanh niên xung phong. Chăn nuôi trồng trọt, trồng lúa và nuôi dê, thêm mô hình thêm là nuôi cá, nuôi vịt, nuôi gà, nuôi heo. Làm thêm kinh tế để hỗ trợ cho những người là hoàn cảnh khó khăn. Những cựu thanh niên phong, hộ gia đình thanh niên phong, tổ hợp cựu thanh niên phong làm kinh tế sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để giúp cho những người có công là cựu thanh niên phong để giải quyết những cái khó khăn. Và cái mô hình này nó được lan tỏa là sang tất cả các huyện hội. Phát huy tinh thần của thế hệ một thời không tiếc máu xương, những người cựu thanh niên xung phong trong thời bình đã nỗ lực vượt lên khó khăn, đi đầu trong công cuộc làm giàu, xây dựng quê hương. Họ chính là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và nói theo.